Alo, 1, 2. Xin gửi tới quý vị các bác ca khúc được mang tên Xin Là Người Xa Lạ. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi còn đêm đoạn đường ta đi còn dài lên thế, đời nhiều đam mê xuôi bước chân quen về nên lỡ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm thâu ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhằm yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi còn đến đắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi. Thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy là người lắng nghe. Dũng xin cảm ơn tất cả các bác cũng như quý vị anh em trên toàn quốc đã xem video và ủng hộ cho Tứ trong thời gian qua. Các bác có nhu cầu liên hệ 0974682663, Du Tứ tại 28 phố Lê Chân, cửa phòng của Lão, thành phố Hải Dương. Xin cảm ơn quý vị và các bác có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết cái nội thất villa này. Xin mời các bác kết bạn Zalo 0974682663 hoặc nick Facebook Phạm Du Tứ. Du Tứ sẽ gửi hình chi tiết cho các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.